Chào cậu, chào chào bác. Giới thiệu với ba, đây là anh Nhân, giám đốc công ty Tiến Phát, đang hợp tác với công ty Gia Hưng của bên con. Rất hân hạnh được quen biết bác. Tôi cũng nghe tiếng ông chủ trẻ Trọng Nhân mới về Lâm Đồng kinh doanh. Tôi rất thích làm quen và hợp tác với những người tuổi trẻ tài cao như cậu. Cậu cứ ngồi đi. Dạ. Dạ, cháu là bạn của Hưng. Bác cứ coi cháu như là con cháu trong nhà vậy. Nè, cậu có quen biết gì ông Đức không vậy? Dạ. À, mới đầu lúc gặp ảnh con cũng tưởng như ba, nhưng mà không phải. Anh Nhân sống với ba mẹ ở bên nước ngoài từ lâu và không có quen với gia đình bác Đức. Chỉ có điều trùng hợp là ảnh đã mua lại căn nhà của gia đình bác Đức. Thì ra là vậy. Tại vì tôi nhìn cậu á, có nét hào hào ông Đức. Dạ không phải như vậy. Cháu về đây cũng có nhiều người tưởng như vậy. Mà ông Đức đó là ai vậy bác? À, người quen cũ thôi, không có gì. Dạ. Cậu uống nước đi. Dạ. Mời anh. Tôi nghe nói á, cậu đang có ý định đầu tư bất động sản, đúng vậy không? Dạ, đúng vậy đó bác. Ngặt một nỗi bên cháu vừa đầu tư vào một số hạng mục, lại hợp tác với bên Gia Hưng, nên nguồn vốn đang bị kẹt. Mà mảnh đất lần này rất tốt, bỏ qua rất là tiếc bác à. Cái khó là cháu mới chân ướt chân ráo về đây, cho nên chưa quen biết nhiều mối quan hệ, không thể vay vốn ngân hàng đó bác. Tôi có nghe cô Hân nói sơ qua, với điều kiện hiện tại tôi có thể lo giúp hồ sơ cho cậu. Được vậy cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Sau khi thành công cháu sẽ không quên ơn của bác. Thật ra chuyện này phải chờ bên phía ngân hàng thẩm định lại. Đợi thành công á, rồi cảm ơn cũng không muộn mà. Dạ. Xem ra để anh Nhân đến đây gặp ba là một quyết định đúng. Mình có thể chứng tỏ cho ba thấy là mình rất thành công trong công việc, còn có thể giúp được ba trên thương trường. Sao Dượng ấy lại gọi cho mình? Hay là để điều tra về ba? Alo. Là mẹ đây. Ồ, mẹ, điện thoại của mẹ sao vậy? Mấy hôm nay con gọi cho mẹ hoài mà không được. Con nghe ba nói lúc ba gọi điện bị Dượng nghe máy hả? Thì chính vì vậy nên Dượng con mới giữ luôn điện thoại của mẹ, không cho mẹ đi đâu hết. Ông cũng thiệt là quá đáng mà. Cũng không thể cắt Dượng con được. Ông ấy nghĩ ba con quấy rầy mẹ con mình, nên ông muốn dùng tiền để dàn xếp. Con người ông này lúc nào cũng dùng tiền hết. Mà sao mày lại dùng điện thoại của Dượng gọi cho con? Ông biết rồi làm sao? Hôm nay nhờ nhà có khách, nhà Hân đưa người tới bàn chuyện hợp tác làm ăn gì đó. Dượng con tiếp đón nồng nhiệt lắm, ông không để ý tới mẹ nên mẹ mới dùng điện thoại của ông gọi cho con đó. Mẹ nói sao? Nhã Hân đưa người tới nhà để bàn chuyện hợp tác? Mẹ nghe nói là giám đốc công ty Tiến Phát gì đó. Giám đốc công ty Tiến Phát hả mẹ? Mẹ, mẹ kể tỉ mỉ cho con nghe những gì mà họ nói với nhau. Mà con muốn biết để làm gì chứ? Bây giờ mẹ tiếp tục nghe xem họ nói những gì với nhau nha mẹ. Mẹ giúp con đi, con sẽ giải thích cho mẹ nghe sau. Dạ, con mời bác uống trà. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Chuyện gì vậy bác? Công việc nhà máy sao rồi, có ổn không? Dạ, mọi chuyện đang tiến hành rất là thuận lợi, bác cứ yên tâm. Cô ngỡ thì sao? Nó đến nhà máy, cô thấy nó có thái độ gì không? Dạ, có chuyện này
Con... Có chuyện gì thì nói mau đi, đừng ấp úng như vậy. Dạ, tại vì chuyện này con vô tình nghe được từ mẹ của con. Con cũng không rõ lắm, nên con không dám nói bậy. Mất công Nhã Hân nghe được lại trách con nữa. Nè, là chuyện gì cô cứ nói đi. Dạ, ngày hôm qua Nhã Hân đưa tổng giám đốc Trọng Nhân đến gặp dượng của con. Nè, họ gặp nhau để làm gì? Dạ, mẹ con vô tình nghe được là hai người họ đang hợp tác với nhau chuyện gì đó. Họ hợp tác về vấn đề gì? Về lĩnh vực gì? Dạ, chuyện này con cũng không rõ lắm. Nhưng mà con sợ Trọng Nhân có vài mâu thuẫn nho nhỏ, có thể hủy bỏ hợp đồng cùng với Nhã Hân chuyển sang công ty khác sản xuất. Như vậy chuyện này sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Chẳng lẽ ông Quân cùng với Nhã Hân đang cấu kết với người ngoài để hại công ty Gia Hưng?